lại chuyện hai chúng thì em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em như tên rồi thời gian qua nghe cuộc giang lớp nửa đêm nhớ đêm lửa ngôn ngôn lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự năm đây đêm khuya mắt tỏ còn đầy dấu sự chẳng riêng hai chúng cửa hàng audio Bãi An Giang xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay cửa hàng chúng em giới thiệu đến quý vị một đôi loa siêu độc đến từ thương hiệu Pioneer, thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Pioneer này có model là CS06, một đôi loa rất nổi tiếng trên thị trường, được rất nhiều anh em ưa chuộng do cái thiết kế rất là độc đáo, rất là bắt mắt và cái chất âm khá là hay, cho nên được rất nhiều anh em ưa chuộng. Thiết kế hình trụ tròn, giống như ghế đôn vậy đó nè, có đường kính là 42 cm và chiều cao là 54 cm, nặng 17 kg mỗi thùng. Lưới mặt võng, kết cấu loa gồm một bát 25 cm, ba trung và ba chép, ba trung 12 cm và ba chép 8 cm. Nó nằm sang xen kẽ, nó nằm đan xen với nhau. Vì lo này là hình lục giác, hộp 6 mặt, cho nên là mỗi mặt là một chung rồi đến một chép, và một chung rồi đến một chép, nằm xen kẽ với nhau như vậy. Ví dụ như mặt này một chung thì bên đây sẽ là một chép và tiếp đến sẽ là một chung. Với cái thiết kế như vậy, cái thiết kế đa hướng như vậy và một cái bass 25 là cái bass đó úp đắt, cho cái tiếng bass rất là hay ha, giống như súp. À, xin lỗi anh em nha, lúc nãy đứa em nó đi nó đá cái sợi dây tín hiệu cho nên là nó dục ra và nó đạp lên như vậy. À, em xin giới thiệu tiếp, đợi tí xíu. Đây lưới mặt võng, logo Pioneer nằm đây. Khúc dưới này nó có màu trắng là bụi bẩn nha anh em, bụi dơ nha, nó dồn xuống dưới. Lo mình để đứng thì lúc nào bụi nó cũng sẽ gớt xuống dưới, nó dính dưới. Em chưa có vệ sinh, bên đây cũng vậy. Đây, lo này đẹp trên 95%. Nói chung là nó đẹp như trong thùng vậy đó. Đẹp như dạng thiếu thùng xốp thôi. Đôi lo tuyệt đẹp ha. Sẽ là phía sau giới thiệu cho anh em xem. Anh em xem ha, đôi loa còn tuyệt đẹp nha anh em, cực đẹp. Loa hình trụ tròn, loa đẹp miếng chê. Em xong cho anh em xem. Đây.
CS06 50W Made in Japan nha. Tuyệt đẹp, cái lò tuyệt đẹp anh em. Cái lò này anh em xem phía sau nó này. Sau như trước như sau vậy thôi ha. Lò này anh em để hướng nào cũng được thôi. Lò này anh em để trong nhà nghe là không biết nó nằm ở đâu luôn á. Lò đa hướng. Và thôi, lò này thông tin nó cũng khá nhiều rồi. Em cũng không có đánh giá gì nhiều chừng á. Phần còn lại để anh em tự đánh giá. Chỉ là chốt lại đôi lò này đẹp tuyệt vời, nguyên bản 100%. Tuyệt đẹp. Em sẽ bán với giá là 11.800.000 đồng. 11.800.000 đồng đôi loa Bioneer CS06 này, 11.800.000 đồng nha anh em. Em đang ghép nó với con xanh xui 661 vỏ gỗ đây ha. Hôm trước em quay không có vỏ gỗ. Màu tuyệt đẹp nha anh em. Do camera của cái điện thoại này nó hơi kém cho nên anh em nhìn nó hơi ấy. Nhưng mà màu nó là tuyệt đẹp đấy. 661 còn đẹp len keng. Con 661 này thì em bán với giá 7.400.000 đồng. 7.400.000 đồng. Ruột gan 7 màu nha. Những clip trước em đã quay ruột gan cho anh xem rồi. Ruột gan 7 màu nguyên zin 100%. 7.400.000 đồng và đôi loa 11.800.000 đồng. Rồi em xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn toàn thể quý vị các anh chị em. Xin cảm ơn.